Rồi xin chào anh em. Hôm nay giới thiệu anh em một cái bộ kềm ép cốt thủy lực của hãng Lotter. Lotter, mã của nó là hàng nội địa Nhật. Mã của nó là AK150 nha anh em. Đây. Full bộ. Đây. Thông số ở trên cái tem nha anh em. Đây. Nó bấm cốt nhỏ nhất là 14 à, 14 tới 150 mm nha anh em. Nó 14 tới 150 mm. Nó đủ size hết. Hàng nội địa Nhật Lotter. Nó là gồm size từ 14 tới 150 đủ số luôn nha anh em, 7 đầu đủ nha. Đây kềm của nó còn nguyên zin luôn, nguyên zin đó, nguyên hộp luôn, còn rất là đẹp, nguyên nước sơn zin luôn nha anh em đó. Bộ này nó nặng 7,5 kg nha, 7,5 kg đó. Thông số thì người ta xài thì nó hơi bị mắc đó. Kềm này là nước sơn zin của nó luôn nha, sơn zin của nó màu đen nha. Đây cái đầu ép của nó nè, hàng này em chưa vệ sinh luôn còn rất là mới nha. Đó, từ 14 là 22 38 nè, 60 80 100 150 nha. Đó. Nguyên zin rất là đẹp luôn, hàng nội địa Nhật. Nó không bị xì, không bị gì hết nha anh em. Đó. Thì anh em xài á là anh em vặn cái này lên, nó là anh em khóa cái lực lại đó. Đây. À, em thấy không? À, cái ben nó lên nè. Đó. Anh em thay đầu á thì anh em tháo cái phần trên đây ra, anh em mở gắn cái đầu vô. Đó. Khi mà tới cái lực á, đó, anh em mở vào. Tới cái lực thì anh em sẽ nó cứng, anh em rút không được. Đó, anh em muốn xả lại thì anh em dặn cái núm này nè, dặn cái núm này lại. Đó, dặn cái núm này sẽ tự nhả lại nha. Rồi anh em khóa lại, anh em xài tiếp. Đó, ok chưa? Đó, còn nguyên zin. Đây. Hàng này là chưa sửa chữa, còn nguyên zin, không bị xì gì hết trơn nha anh em. Đó, anh em nào quan tâm cứ alo cho em. Giá của em nói là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu bộ này. Đó, chuyển khoản em bao ship nha anh em. Đó. Anh nào quan tâm nhắn em. Ok, chào anh em.